Xin chào quý anh chị ha. Thì cái sản phẩm Canfota là cái sản phẩm mà công ty Thành Vương cũng rất là nỗ lực để nghiên cứu và phát triển cái sản phẩm này. Và sản phẩm này dựa trên các những cái tiêu chuẩn rất là cao về về thành phần của sản phẩm ha. Thành phần sản phẩm ta có trên 15 các cái loại vitamin và amino acid, cũng như là các cái hàm lượng và chiết xuất sâu từ amino acid giúp cho cái khả năng hấp thu trực tiếp vào cơ thể con tôm rất là nhanh. Này, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nữa là cái mức độ mà khi chúng tôi sản xuất trên cái dây chuyền tự động hóa, thì cái sản phẩm này chúng tôi sản xuất hàng loạt, sản xuất có nghĩa là chạy trên dây chuyền, thì một lần chạy trên dây chuyền như vậy thì cái số lượng sản phẩm nó ra rất là nhiều anh chị, nên cái tính ổn định. Và đặc biệt là trước khi mà sản phẩm từ đầu vào đầu ra, cũng như là các cái tiêu chuẩn về về bảo quản sản phẩm, thì cái sản phẩm mang tính ổn định rất là cao. Có nghĩa là sản phẩm chúng ta thông thường thì các sản phẩm vitamin thì cho anh chị mình thấy rằng là nó dễ bị biến tính theo cái thời gian, nhưng mà đối với Canfota thì trong cái chuyện này thì nó không có bị vướng anh chị. Có nghĩa là cái tính ổn định về cái sản phẩm, chúng ta có thể mua sản phẩm ví dụ như là một năm sau hoặc là một năm rưỡi sau gì đó, thì cái chất lượng sản phẩm trong Canfota nó cũng rất là cao. Và chính vì những cái đặc điểm rất là nổi bật của Canfota thì chúng tôi đã có được những cái thành công nhất định ở ở ngoài thị trường, và chúng tôi đón nhận những cái phản hồi rất là tích cực từ quý anh chị mình sau khi chúng ta sử dụng Canfota, sau khi chúng ta sử dụng Canfota. Và chính vì những cái chất lượng sản phẩm như vậy, chúng tôi rất là tự tin để giới thiệu cái sản phẩm Canfota này đến quý anh chị mình trong quá trình nuôi, để nhằm giúp cho cái mức độ mà chúng tôi tôm chúng ta tăng trưởng nó được tốt hơn. Thì tôi xin nói một vài cái câu chuyện vui về Canfota như thế này. Ví dụ như chúng ta hay nói về giá thành, nhìn trên giá thành nó là một lít như vậy là nó khoảng 550.000. Nhưng mà khi chúng ta thấy, chúng ta có bao giờ là trong quá trình mà chúng ta trộn vào cái thức ăn trong tôm á, chúng ta có để ý là chúng ta trang trộn vào cái lượng thuốc là bao nhiêu trong đó, và cái tiền nó chiếm bao nhiêu trong đó không ạ? Đây là một cái mà rất nhiều anh chị chúng ta nuôi tôm, chúng ta rất là ít để ý câu chuyện này. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như sản phẩm Canfota, khi chúng ta nó là giá nó là một lít, tôi đang nói giá lẻ ha anh chị, thì một lít nó là 550, một lít 550. Vậy chúng ta trộn 10 ml thì một ký chúng ta trộn là bao nhiêu? Một ký chúng ta mất thêm 5.500 để chúng ta trộn, đúng không anh chị? 5.500 để chúng ta trộn. Nhưng nếu ví dụ như chúng ta trộn 5 ml thì chúng ta nó sẽ còn khoảng 2.700 gì đó, đúng không ạ? Còn 2.700, nhưng mà 2.700 để cộng thêm cho một ký thức ăn thì tôi nghĩ là nó rất là tốt anh chị. Trong những trường hợp như anh Duy có nói, và các cái vùng khác họ có phản hồi lại với chúng tôi rằng các sản phẩm mà về thức ăn tăng trọng anh chị, thức ăn tăng trọng thì anh chị biết mình thấy là nó cao hơn cái thức ăn thông thường của mình, nó khoảng từ 5 đến 6.000. Và thức ăn tăng trọng thì đa số là các cái đạm ha anh chị, đạm rất là cao. Nhưng mà nhu cầu của con tôm mình thì như anh Duy nói là cái sản phẩm này nó tăng trọng bằng cách nó chuyển hóa tăng cành vào trong hấp thu trực tiếp. Chính vì điều này nên là có nhiều anh chị sẽ có những cái phản hồi là ăn tăng trọng nhiều quá thì sợ nó hay bị hư gan tụy rồi kêu ông văn, hay là đường ruột rồi kêu ông văn. Nhưng mà đối với sản phẩm Canfota thì với những cái tinh chất và nguyên liệu, với những cái nguyên liệu rất là cao cấp, thì chúng tôi rất là tin để nói với anh chị rằng các cái sản phẩm này nó không giúp cho tôm hấp thu rất là tốt, kết lột rất là tốt, và tôm tăng trưởng rất là tốt mà không ảnh hưởng gì đến cái hệ gan tụy của tôm hết. Không ảnh hưởng gì nhiều tới cái hệ gan tụy cũng như là đường ruột của tôm. Và sản phẩm này khi anh chị mà trộn trên thực tế, khi sản phẩm này trộn, chúng ta trộn khoảng chừng 2-3 ngày là chúng ta thấy được cái màu sắc tôm, cái sắc tố của tôm nó đều sáng bóng lên anh chị. Rồi chúng ta trộn đến ngày thứ ba thứ tư là bắt đầu chúng ta thấy là tôm chúng ta đã lột lên rất là nhiều rồi, và bắt đầu nó ăn rất là mạnh rồi anh chị. Và tôi xin nói lại cái cách để chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm Canfota này, Canfota này một lần nữa ha. Thì như những cái livestream trước, có những anh chị hỏi chúng tôi là 10 ngày chúng ta trộn được không, thì chúng tôi đã nói lại rồi là trong vòng giai đoạn mà 10 ngày anh chị, 10 ngày tới 20 ngày, thì thực sự là giai đoạn đó cái gan nó đang hoàn thiện, và chúng ta chỉ tập trung
chủ yếu vào lúc này là tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ gan tụy và đường ruột cho tôm một cách tốt nhất là được. Chính vì vậy khi con tôm còn những cái giai đoạn sau, thì chúng ta có thể trộn canfota từ khoảng là 20 ngày để chúng ta có thể trộn được anh chị. Nhưng mà 20 ngày này chúng tôi không khuyến khích trộn canfota, chúng ta hay gọi là trộn để tăng trọng sớm quá, không phải anh chị. Chúng ta trộn 20 ngày bắt đầu trở đi thì chúng ta trộn này để giúp cho con tôm nó được chuyển hóa tốt, giúp cho con tôm nó có sức khỏe được tốt. Thì như vậy 20 ngày chúng ta trộn một cái liều thấp thôi anh chị, nó chỉ 3 đến 5 cc cho một ký thức ăn là được. 3 đến 5 cc cho một ký thức ăn, và một ngày chúng ta chỉ cần trộn một cữ như vậy. Và đối với những khi con tôm chúng ta vào giai đoạn là 50 60 ngày trở lên rồi, giai đoạn tôm nó rơi vào khoảng từ 80 tới 100 con rồi đó, thì chúng ta có thể là bắt đầu chúng ta sẽ trộn cái canfota này. Thường thường cái đề ba vào trộn cái canfota này để giúp cho con tôm mà nó có cái lột tốt hay là tăng trọng tốt ấy, thì lúc này chúng ta lưu ý chuyện gì ạ? Lúc mà đề ba thì chúng ta cố gắng là chúng ta trộn cái liều 10ml cho một ký thức ăn. 10ml, nhưng mà sau đó cái thời gian đó thì chúng ta trộn khoảng chừng 2 ngày như vậy hoặc 3 ngày như vậy thôi là chúng ta sẽ quay lại cái liều lượng là khoảng 5ml cho một ký thức ăn rồi. Và anh chị mình cũng cần lưu ý là những cái trường hợp khi mà chúng ta trộn canfota nó lột nhiều thì anh chị cũng cố gắng là nếu thấy cái tốc độ tăng trưởng của tôm mà nó tốt lên nhiều thì anh chị cũng cố gắng là bổ sung các cái khoáng chất bên ngoài để giúp cho con tôm nó hấp thu được khoáng và nó cứng vỏ, nó làm vỏ tốt hơn nữa anh chị. Và những cái giai đoạn mà chúng ta có thể trộn canfota nữa là sau khi cái giai đoạn mà anh chị thấy có những cái giai đoạn con tôm chúng ta bị bệnh, con tôm chúng ta bị các cái tình trạng về gan tụy hay là về đường ruột này kia, đặc biệt tôm lớn rồi thì chủ yếu là bị các cái bệnh về đường ruột là chính anh chị. Thì bệnh ruột sau khi chúng ta phục hồi điều trị được các cái bệnh về đường ruột rồi thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái canfota để chúng ta phục hồi thêm cái sức khỏe cho nó và giúp cho con tôm nó có cái tốc độ tăng trưởng vượt trội. Và dĩ nhiên trong câu chuyện này để có được cái tăng trưởng trở lại thì cái điều tiên quyết là cái hệ thống gan tụy và đường ruột của tôm chúng ta phải được kiểm soát một cách rất là tốt thì cái khả năng mà phục hồi, cái cơ may phục hồi đó mới tốt được anh chị ha. Và còn khi mà con tôm chúng ta về những cái giai đoạn ví dụ như là chúng ta nuôi những cái giai đoạn chúng ta cần phải trộn canfota, ví dụ như là chúng ta 2 tháng mà nó tôm nó chậm quá anh chị, nó 150 con hoặc là 120 con chẳng hạn. Anh chị khu vực miền Tây mình 2 tháng mà 150 120 con là thấy nó cũng nhỏ rồi. Chúng ta có thể là kích cái canfota để chúng ta thấy được. Và chúng tôi khẳng định với anh chị rằng là cái sản phẩm canfota này những anh chị chúng ta đã sử dụng rồi thì chúng ta đều rất là hài lòng về cái chất lượng sản phẩm này. Và khi chúng ta trộn, tôi nói nếu chúng ta có trộn 10ml cho một ký thức ăn đi nữa thì cái chi phí chúng ta tốn cho một ký thức ăn là lúc này nó rơi vào khoảng 5.000 đồng ha anh chị, 5.000 đồng. Và anh chị mình khi mà chúng ta trộn quá nhiều các loại thuốc thì anh chị mình lâu lâu cũng phải thử tính lại xem là chúng ta trộn như vậy là bao nhiêu tiền cho một ký thức ăn nữa anh chị ha, bao nhiêu tiền cho một ký thức ăn nữa. Đấy thì canfota đặc biệt nó sẽ rất hiệu quả trong những cái trường hợp là tôm chúng ta tăng size để về đích anh chị. Tăng size về đích này thì tôm thường là nó cái giai đoạn mà nó khoảng 75-80 ngày trở đi anh chị. Cái giai đoạn mà khoảng 20 ngày cuối vụ thu hoạch á, thì lúc đó cái sản phẩm canfota này chúng ta cứ tăng cường cái liều là khoảng cứ 10ml cho một ký thức ăn một ngày 2 cữ thì con tôm chúng ta sẽ tụt size phải nói là rất là tốt. Và chúng tôi rất là tự tin đối với cái sản phẩm canfota này cho khách hàng của mình. Chính vì vậy thì một lần nữa thì đối với cái sản phẩm canfota để giới thiệu cho quý anh chị mình ngày hôm nay, quý anh chị hôm nay thì đó là những gì mà chúng tôi nhận thấy, đó là những gì mà tinh túy của thần vương anh chị. Tôi khẳng định tôi xin nói là những gì tinh túy của thần vương để chúng ta đến với cái sản phẩm canfota. Và anh chị mình thấy là trong những cái buổi nói chuyện với chúng tôi thì chúng tôi có nhiều cái đề xuất về canfota, chúng tôi có nhiều cái đề xuất về cái rất nhiều về cái sản phẩm này anh chị. Vì là và chúng chỉ đơn giản là vì sản phẩm này nó tốt, khách hàng họ phản hồi rất là tốt thì chúng tôi tự tin mang đến cái sản phẩm này cho quý khách hàng thôi ạ.